Đây là những cái giấy này mấy bạn. Cái này cũng lâu rồi mình mới thấy lần á. Bây giờ thì hầu như là người ta chặn hết rồi. Còn đây là rừng đất ta bỏ hoang nên nó mới còn. Đa số là người ta bỏ hết rồi. Hôm nay thì mình đi kiếm những cái bối cảnh quay đẹp cho mọi người xem. Thì mình thấy một cái những cái đồng củ mì các bạn. Và bữa thì mình đi đánh cúc. Đó, các bạn xem không? Bạn thấy không? Bạn thấy mình cái nó chui xuống dưới. Các bạn thấy không ta? Cái lúc bắt đầu rồi các bạn. Rất là nhanh các bạn. Thấy mình là nó xuống liền. Bây giờ nó chỉ lúa cái đầu ở lên nó có miếng à. Các bạn có để ý các bạn thấy. Nó mới xuống. Quay cái hàng cho các bạn xem. Con này rất là lớn nha các bạn. Cái hàng nó rất là to luôn. Đồng đất ở trên đây đây. Xung quanh đây thì mấy con dông đất này rất nhiều. Thì nó thấy mình nó chạy xuống đất hết mấy bạn. Rất là lanh. Nhanh nữa. Nên từ xa là mình thấy nó chạy vô. Khi mà trời nắng như thế này thì mấy con kỳ nhông nó sẽ ra ngoài. Khi mà có ngừ thì nó chạy vô. Nó cũng ở đâu đó gần ở chỗ này thôi. Nên nó vừa thấy mình là nó vô. Để mình đi kiếm coi một vài hang nào nữa cho mấy bạn xem. Không biết có không. Thì một bãi vậy có thể là có đến 1 đến 2 hổ. Cái này cũng có nhiều dấu cái người ta đi đào các bạn. Ở bên kia mình thấy người ta đào dữ lắm. Nè, đây nè. Em ta giống ta đào nè. Nè, ta đào nè. Ta đào còn để lại cái mấy cái hàng này. Cái họ có lỗ chứ. Ta đào dữ lắm. Vòng vòng mình thấy cái bùa tre. Cái bùa tre này mình đi vô mình kiếm một ít măng nha mấy bạn. Cái bùa tre này nó không có chủ nha mấy bạn. Cái khu đất này là khu đất giải tỏa. Người ta đi hết rồi. Thì còn một số người để lại đất lại để trồng trọt, trồng cái cây này cây kia được mấy bạn. Thực chất là đất người ta giao cho nhà nước hết rồi. Bây giờ là không còn ai nữa, người ta bỏ rồi. Đây cái bộ chơi gai nè mấy bạn thấy không? Nè, gai rất là chằng chịt luôn. Bây giờ muốn hái măng cũng rất là khó rồi mấy bạn. Đó. Mình thấy là một bục măng này trong đây. Bữa nay thì mình không cầm đồ gì hết, mình đâu có sẵn tầng gốc được. Bây giờ tới đâu mình bẻ tới đó thôi. Các bạn thấy không? Ví dụ như cái bột măng này. Đó. Mình thấy nó mình bẻ ngang này. Đó, kiếm coi có tiếp không nữa nè. Các bạn thấy không? Gai kinh khủng. Đây là gai mây các bạn. Cái này gai ghê lắm á. Gai dữ. Các bạn thấy không? Cái hàng này thì ghê quá các bạn. Em đặt lát cho coi có gì trong không. Không có gì. Mà hàng có thể là mấy chuột phá trong này. Các bạn ơi, đây coi cái mục bằng rất là to luôn các bạn. Các bạn thấy chưa?
đó, bắt măng ra đó. Bây giờ mình sao ta, bẻ luôn chứ giờ sao, giờ đâu có cái gì sắn đâu, giờ lấy tay mình bẻ thử được không. Giờ mình sẽ dọn dẹp ra mình bẻ thử đó. Nó hơi bị dướng rất là nhiều, đứng cũng cũng khó nữa. Trong điện thoại luôn nha. Bé xong rồi các bạn. Mình hái được măng này ra. Nãy mình hái được, mình bẻ được mớ rồi các bạn. Mình không biết lùi cho chỗ nào đây. Được như đây rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ rút ra chuẩn bị về thôi. Thì sẵn hôm nay mình đi ngang đây, mình thấy cái cây này cũng thú vị, mình quay cho các bạn xem. Cái cây này người ta hay gọi là cái cây bá bệnh. Có một thời gian người ta hay đào những cái củ của cái cây này nè, người ta là nói làm thuốc trị bá bệnh gì đó. Nhưng mà cái công dụng trị bá bệnh thì mình không biết, thì mình chỉ biết là cái cây người ta thường gọi là cây bá bệnh thôi, chứ thật chất là cái công dụng nó có đúng hay không thì mình cũng không nghiên cứu. Thì sẵn hôm nay mình thấy cái, mình quay cho các bạn xem cái cây này. Hầu như là bây giờ cái vùng đất mình nó không còn nữa các bạn, người ta đi tìm, người ta chặt, người ta lấy củ các bạn, nên giờ không còn nữa. Thì sẵn dịp hôm nay mình đi, mình thấy, mình quay cho mấy bạn xem. Thì cũng vô tình là sau ở chỗ này rất là nhiều cây như thế này các bạn. Đó, có những cây to bằng cầm tay cũng có nữa, rất là nhiều luôn, mọc dài rải rác đây là quá trời, rất là nhiều. Mình đếm ở đây cả chục cây đó mấy bạn. Đó, cái cây như thế này đây, cái lá này sẽ như thế này đây các bạn. Đó. Đó, đây này gọi cây bá bệnh ha mấy bạn. Mình thấy ở đây rất là nhiều luôn, mình quay cho mấy bạn xem. Đó, mấy cây nhỏ nó là như thế này nè. Những cái cây nhỏ như thế này với thực chất là nó lâu năm lắm mấy bạn. Như cái này cái nó dòng là nó sống lâu năm. Nó cũng không cao lớn, tại như ở trong cái mấy bụi các bạn, nó không phát triển được. Nên cái cây như thế là nó rất là bự lắm rồi các bạn. Thì xung quanh đây thì mình thấy rất là nhiều cây bá bệnh luôn các bạn. Không biết có ai cần tìm thuốc hay gì đó thì mình sẽ chỉ chỗ đến đây để mà mang về trị bệnh. Còn trị bệnh hay không thì mình không biết được nha mấy bạn, mình chỉ biết nó như thế thôi. Cái này cái gì cũng ngộ nữa các bạn, cái mầm. Thôi, mình giới thiệu cây bá bệnh cũng như là mình kết thúc cái video tại đây luôn ha các bạn. Giờ mình tìm đường xuống coi, nãy mình xin không biết lên đường nào đây. Đây là một cái dốc đây. Thôi, giờ mình xuống. Tạm biệt mấy bạn nha mấy bạn. Thì hẹn gặp lại mấy bạn ở những video tiếp theo nha. Kênh của mình thì chủ yếu về khám phá về thiên nhiên, quê hương Củ Chi của mình. Chứ mình không có đi đâu xa. Thì mong các bạn ở Củ Chi ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi nha mấy bạn.